con quái vật đáng sợ nào đều có trong mỗi người. Ở ngôi làng nhỏ ven núi có một con quái vật vô cùng bí ẩn và đáng sợ. Tiếng gầm rú của nó khiến cho người ta chỉ nghe thấy thôi, đã rùng bình ấn lạnh. Những người trong thôn đã phải cầu cứu khắp nơi và kêu gọi các hiệp sĩ ra tay diệt trừ con quái vật này. Và biết bao hiệp sĩ đã từng xuống hang, nhưng không một ai có thể sống sót quay trở về. Và ngày kia có một chàng hiệp sĩ dũng cảm tìm đến ngôi làng và cam đoan sẽ giết chết con quái vật. Mặc dù rất nhiều người can ngăn vì lo sợ cho tính mạng của chàng, nhưng chàng trai quả cảm vẫn tự tin sẽ chiến thắng con quái vật ghê gớm này. Chàng hiệp sĩ cầm theo gương báu tiến về phía trước, rồi chàng bám vào sợi dây và từ từ chui xuống. Trong lòng hang là một không gian vô cùng rộng lớn. Chàng hiệp sĩ nhìn quanh, ngay phía trước chân của chàng ngổn ngang những bộ xương khô của nhiều hiệp sĩ đi trước. Ai ai cũng cầm vũ khí trong tay, nhưng thật thương tâm khi họ phải bỏ mạng ở nơi lạnh lẽo này. Từ phía sau lưng vang lên một thứ âm thanh chắc chúa, chàng giật mình quay lại. Nhưng tưởng sẽ phải đối diện với con quái vật to lớn hải hùng. Nhưng lại chưa kìa, trước mặt chàng, chỉ là một con vật bé nhỏ và trông nhút nhát như loài thỏ. Nó đang gào thét và nhe cái nanh tí xíu để ra oai. Chàng hiệp sĩ vội cầm gươm báo lao tới, nhanh như cắt, con quái vật ba chân bốn cẳng chạy trốn vào trong cái khe ở gần đó. Chàng hiệp sĩ chạy theo con quái vật, nhưng khe hang quá nhỏ, chàng không thể tiến vào được, rồi chàng nhìn xuống và bất ngờ khi thấy ngay bên ngoài cửa hang là hàng đống vàng và kim cương lấp lánh. Kho báu trời cho ấy khiến cho chàng choáng ngợp, trong phút chốc, hình ảnh con quái vật và cái sứ mệnh cao cả trên vai cũng tan biến như mây khói. Chàng hiệp sĩ ngồi xuống và lần sờ từng đồng tiền vàng, từng viên kim cương to nhỏ. Chỉ cần sở hữu một phần nhỏ của kho báu này thôi, thì chàng sẽ trở thành người giàu có nhất thế gian. Nhưng làm thế nào để mang được kho báu ra khỏi hang đây? Trong tay chàng chẳng có nấy một cái túi. Tất cả những gì chàng mang theo chỉ là thanh gươm nặng trịch đang vắt vẻo trên lưng chàng cũng không thể trèo ra ngoài rồi quay lại đây, bởi rất có thể bí mật sẽ bị bại lộ, và rồi kho báu mà chàng may mắn tìm được sẽ rơi vào tay của kẻ khác. Chàng hiệp sĩ đã ngồi đó suy nghĩ đắn đo hàng giờ liền, cuối cùng chàng quyết định sẽ ngậm một viên kim cương rồi trèo ra ngoài. Tạm thời cứ lấy một viên đảm. chàng hiệp sĩ chọn lấy viên lớn nhất, đến nỗi phải gồng cả miệng mới có thể ngậm nổi nó, rồi chàng bám vào sợi dây và từ từ trèo lên nhưng càng lên cao lại càng thêm mệt, nhất là khi miệng cứ phải ngậm một viên kim cương to tướng. Và cuối cùng khi không thể chịu đựng được nữa, chàng bất giác há miệng ra để thở. Chẳng may thì viên kim cương mắc kẹt vào cổ họng, và vì không thể thở được nữa, chàng hiệp sĩ buông tay và rơi xuống đáy hang cùng với những bộ xương khô. Lệ bàn Chúng ta cứ nghĩ rằng quái vật trong hang sâu là đáng sợ. Nhưng kỳ thực, lòng tham của chúng ta mới là con quái vật ghê gớm nhất Lòng tham cũng giống như là thứ rượu độc, có thể dụ dỗ và mê hoặc, cuối cùng hủy hoại con người chỉ trong nháy mắt. Có câu nói rằng, cái thù lớn nhất của đời người là chính mình, chẳng phải tất cả mọi ham muốn và dục vọng đều xuất phát từ tâm của người đó sao? Chỉ bằng tìm cách khắc chế lòng tham để tâm ta đạt được vô vi thanh tịnh, chỉ bằng buông bỏ mọi dục vọng để lòng ta luôn tịnh tại từ mặt hồ. Bởi vậy, nếu không tham luyến tiền tài thì đứng trước núi vàng vẫn giữ được tấm lòng trong sạch. Nếu không ham mê nữ sắc thì cho dù đối diện mỹ nhân vẫn có thể giữ vững khí phách của một bậc chính nhân quân tử. Cho nên, cổ nhân vẫn luôn giảng rằng không tham là báu vật và biết đủ mới thực là cảnh giới của các bậc cao nhân. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, chấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.